chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Các bạn thân mến, hôm nay mình và các bạn sẽ cùng tóm tắt chương 6 của cuốn sách Đạo Trading sổ tay bất bại trong nghề trading của tác giả Vô Vi. Cuốn sách không những cung cấp những kiến thức và nguyên tắc cần thiết giúp bạn hiểu rõ nghề trading một cách dễ dàng mà còn trang bị cho bạn những tư duy tích cực để luôn hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mình xin chúc tất cả các bạn sức khỏe và gặt hái thật nhiều thành công trong nghề trading. Bạn hãy nghe lại các chương trước của cuốn sách mà mình đã để dưới phần mô tả video để có thể thấu hiểu hết nội dung sâu sắc mà tác giả muốn truyền đạt, giúp bạn vững bước thành công trong tương lai và thuận tiện nắm bắt kiến thức chương 6 của cuốn sách tuyệt vời này nhé. Chương 6: Phá cản tâm. Nếu tất cả chúng ta đều thực sự hiểu được rằng cuộc đời là một trường học, một cơ hội để học hỏi, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tận dụng nó một cách tối đa. Nếu chúng ta thực sự hiểu rằng học các bài học của mình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, thì chúng ta sẽ chú ý cẩn thận đến những gì mình đang trải nghiệm mỗi ngày và cố gắng học hỏi từ nó. Khi thức ăn không được tiêu hóa tốt, nó sẽ không cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta. Cũng như thế, không tiêu hóa các bài học của cuộc đời một cách kỹ lưỡng, cũng như bị chứng khó tiêu, trí tuệ sẽ không thể sinh khởi. Khó tiêu có thể gây bệnh đau dạ dày. Không hiểu biết các bài học trong cuộc đời có thể dẫn đến các vấn đề tâm lý. Thiền sư Hakuin Ekaku. Trong chương này, chúng ta sẽ bàn về một số khúc mắc tâm lý liên quan đến các hành vi giao dịch, tìm hiểu một số bệnh giao dịch mãn tính của số đông trader và thử lý giải một số vấn đề nóng trong giao dịch. Từ hiểu biết đó, chúng ta có thể phá bỏ rào cản tâm lý trong công việc giao dịch. Đây là một phần ghi chép mở rộng, nên bạn đọc có thể bổ sung thêm những gì mình tự quan sát, học hỏi, theo như nguyên lý được trình bày ở chương hiểu mình, phần 1 của tài liệu này. Phần 1. Nhạc sạn tâm. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo khởi. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chật vật kéo, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Kinh Pháp Cú. Theo Đạo Phật, thì nghiệp là hành động có tác ý, hay là hành động được phát sinh từ tâm, tức là bao gồm cả nhận thức và hành vi. Thông thường, nói đến nghiệp là nói đến vấn đề thiện ác của đời sống con người, mà qua quá trình tạo nghiệp mà người ta xây dựng cho mình một định nghiệp, một đời sống khổ đau hay hạnh phúc. Ai đó đã nói một câu rất hay: chúng ta là sản phẩm của chính mình. Nói riêng về nghề trading thì chúng ta trở nên bình an hay bất an là phụ thuộc vào thái độ tâm của chúng ta. Điều này thấy rất rõ trong tất cả các khía cạnh của công việc trading. Ở đoạn này, tôi cố nhặt ra một số vấn đề liên quan đến tâm thức khi giao dịch mà tôi còn nhớ được. Tại sao những nhận định và đánh giá thị trường khách quan thì thấy phần nhiều là đúng, nhưng khi ra quyết định cuối cùng thì lại chủ quan và đi ngược với nhận định mà mình đưa ra? Thiền sư Viên Minh trả lời như sau: thực ra, nhận định cũng có chủ quan và khách quan. Tiến trình nhận thức có 3 giai đoạn. Khi chỉ thuần quan sát sự việc thì độ trung thực cao hơn khi đưa ra nhận định, và khi nhận định thì tương đối khách quan hơn khi quyết định. Chính là vì mỗi lúc cái tôi xen vào càng nhiều hơn. Cái nhìn ban đầu là thấy biết trực giác tư tánh biết, sau đó ý thức khởi lên, nhận định với cái tôi lý trí là đã khái niệm hóa vấn đề rồi. Tuy nhiên, vẫn còn tương đối khách quan, đến khi cái tôi ý chí xem vào quyết định thì độ chủ quan hóa vấn đề theo tư kiến, tư dục càng cao hơn, nên không còn trung thực như cái thấy ban đầu nữa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sân mà trader cần lưu ý để phòng tránh. Khi sống với một quan niệm hoặc chủ trương nào đó thì sẽ rất dễ bị sân nếu có ai đó làm ngược lại tính vị kỷ, tự tôn, tự ti, cũng dễ làm cho sân khi ai đó đụng đến quyền lợi hoặc xúc phạm lòng tự ái, tham lam hay mong muốn như ý mình. Thường thiếu tế nhị trong hành xử nên sinh ra bất như ý, đó cũng chính là sân.
Sự căng thẳng, dồn nén hoặc bị áp lực làm thần kinh suy yếu cũng là nguyên nhân sinh ra tâm sân, bệnh tật trên thân thể cũng ảnh hưởng đến tâm sân. Thiền sư Viên Minh, lý trí càng không muốn thấy hình ảnh nào đó thì càng duy trì nó lâu hơn. Hình ảnh đó tồn tại là vì bạn đã tạo ra nó trong quá khứ và đã lưu giữ nó trong bộ nhớ, nên đương nhiên là nó sẽ tái hiện. Nhưng khi nó tái hiện, nếu bạn chạy theo nó, là tiếp sức cho nó, mà xua đuổi nó, thì dồn nó vào tiềm thức trở lại. Cả hai cách đều chỉ giúp nó tăng trưởng thêm thôi, nên nhìn nó một cách vô tư, không bận tâm lấy bỏ, chỉ thế nó như nó là, thì biết đâu qua nó, bạn lại có thể thấu rõ chính mình hơn. Thiền sư Viên Minh, thấy một pháp lúc chưa sinh, ví dụ hôm kia bạn nổi sân, khi lệnh mua bán bị cắt lỗ, sân rồi bạn mới thấy, hôm qua bạn cũng nổi sân, khi thua lỗ, nhưng sân mới khởi lên, bạn liền thấy, hôm nay bạn cũng bị thua lỗ, nhưng bạn thấy rõ tâm mình chưa khởi sân, như vậy là bạn thấy tâm lúc sân chưa sinh, đây là mức độ cao của thực tập quan sát tâm. Jesse Livermore nói rằng, bất kỳ ai đã mất tiền do đầu tư sai lầm, sẽ thấy việc rà soát lại những điều đã xảy ra là khó khăn như thế nào. Mổ xẻ lại một giao dịch thất bại là sự tra tấn tinh thần, nhưng cần thiết để cho nó sẽ không tái diễn. Một khi đối diện với giao dịch đã thất bại, là chúng ta chủ động hướng tâm vào các kinh nghiệm khó chịu, thay vì né tránh chúng, làm cho chúng hiện lên trên bề mặt ý thức để quan sát nó. Đây có thể xem là cách hữu thức hóa những thất bại đã bị chìm xuống tiềm thức, làm cho chúng suy yếu đi, và qua đó thấy rõ và điều chỉnh được những sai sót trong công việc. Mức độ kiên nhẫn là biểu hiện mức độ sự không bằng lòng với thực tại nhiều hay ít, nên phải thấy ra để hóa giải. Gunschit khuyên rằng đừng đua trước tiếng súng hiệu, hay là hãy để thị trường lật lá bài trước. Một khi đã mất kiên nhẫn thì trader có khuynh hướng hành động ngay để giải tỏa ức chế. Ví dụ, mua ngay khi giá trạm cản, giao dịch quá độ. Nếu thấy rõ mọi việc chỉ đang diễn biến theo đúng quy luật của nó, thì bạn sẽ không mất kiên nhẫn. Ví dụ, như bạn biết, nước sôi ở 100 độ, thì bạn không mong nó phải sôi nhanh lên. Bạn không bị thôi thúc phải trở thành, không cho rằng mọi việc phải xảy ra theo ý mình. Phần lớn thua lỗ đều xuất phát từ sự thiếu kiên nhẫn. Trớ trêu thay là khoảng thời gian thị trường không có sóng, ước tính chiếm đến 80% tổng số thời gian của thị trường, nên trader khó ngồi yên lâu như vậy. Khi đứng ngoài thị trường, chúng ta dễ bị lăng xăng, phóng dật, vọng tưởng. Đây là trạng thái tâm nguy hiểm nhất, khó hóa giải nhất, và là môi trường tốt để cho tham lam, sân hận phát triển. Bởi chúng ta ít khi sống tỉnh thức, nên tâm si thường xuyên hiện diện trong mọi hoạt động của chúng ta. Các sai lầm dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng thường trông rất đơn giản nhưng khó khắc phục. Ví dụ như không đặt lệnh cắt lỗ, giao dịch quá độ, giao dịch xu hướng, không thể chờ tín hiệu. Tuy nhiên, do thiếu tỉnh thức, chúng ta thường khống chế, phớt lờ và truy tìm lý do bên ngoài như hệ thống giao dịch chưa tốt, thiếu tin tức, thị trường lừa đảo. Ví dụ như khi bạn phán đoán sai hay dính cạm bẫy mà có đặt lệnh cắt lỗ thì thua lỗ, đó không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng nếu bỏ lệnh cắt lỗ thì tổn thất có thể là vài chục phần trăm, thậm chí là cháy tài khoản. Khi sóng lớn thì tâm trí trader bị xáo trộn mạnh, nên khi sóng dừng rồi nhưng họ vẫn loay xoay mua bán theo quán tính, mà đúng ra lúc đó là nên nghỉ ngơi. Khi thị trường tích lũy lâu, trader cảm thấy nhàm chán nên họ mua bán đuổi bên này, đón bên kia, như thể đi tìm kiếm sóng, mà thực tế là đi tìm cảm giác mạnh. Khi giá phản ứng càng bất ngờ và càng nhanh, thì số lượng người thua lỗ càng nhiều, bởi họ bị kẹt lại, tâm họ bị dính mắc vào lệnh đang nắm giữ, hay kế hoạch giao dịch cũ, nên họ đờ đẫn ra và không thể phản ứng, như con hươu đứng trước ánh đèn pha ô tô. Vì vậy, để giảm rủi ro không đáng có, chúng ta cần phải luôn đặt lệnh cắt lỗ đồng thời với lệnh mua bán, chứ không chỉ tự nhủ trong đầu là sẽ cắt lỗ. Một khác biệt lớn giữa người đã thắng và kẻ vẫn thua
là khi họ đối diện với những thua lỗ trong giao dịch, người thắng biết rõ khả năng của mình. Qua nhiều giao dịch thành công, nên tự tin sẽ lấy lại lợi nhuận vào lúc khác, mà không bị tâm lý sợ hãi, co rút, né tránh. Như một võ sĩ biết mình trên cơ đối phương, nên giả sử khi sơ ý bị trúng đòn, anh ta vẫn bình tĩnh đủ tỉnh táo để hạ gục đối phương. Đây là sự tự tin thực sự, không dựa dẫm, đổ lỗi cho nguyên nhân bên ngoài, và một cái tâm trong sáng, vững vàng sẽ là chỗ dựa của trader. Lời dạy của Đức Phật có thể vận dụng vào nghề trading rất chính xác, nương tựa nơi chính mình, không nương nhờ ai khác. Tâm thuần tịnh mới là nơi nương nhờ khó được. Tâm chúng ta sinh diệt liên tục suốt ngày và nhảy truyền từ tâm này sang tâm khác, cho nên sự quan sát không nên dừng lại ở đâu cả. Ví dụ, khi quan sát thấy lệnh bị âm, ban đầu chỉ thấy đối tượng sân bên ngoài nên muốn dẹp bỏ, rồi quan sát tiếp, thấy ra cơn sân bên trong, rồi thấy ra ý muốn dẹp tâm sân đó. Chúng ta cần quan sát tâm khi giao dịch và cả sau giao dịch. Nếu năng lực quan sát tâm trực tiếp còn yếu, hoặc tập khí quá mạnh, làm tâm bị phân tán, thì có thể áp dụng cách đối trị, hướng tâm đến mặt đối lập, để lấy lại quân bình, trong một thoáng tỉnh thức. Nếu thấy mình đang tham, thì hướng tâm đến mặt xấu, nguy hại của đối tượng. Nếu đang sân, thì hướng tâm đến mặt tốt, đáng thương của đối tượng. Ví dụ, khi đã thua lỗ, chúng ta không thể thay đổi được kết quả, mà chỉ thay đổi được thái độ với nó. Tâm sân si đến để giúp mình giác ngộ ra sự thật. Hãy cảm ơn chúng. Khi thuận duyên, thái độ không tham đắm. Khi nghịch duyên, thì thái độ không loại trừ, mà thường trở về trọn vẹn trong sáng. Thực ra, thuận nghịch đều do cái ta ảo tưởng dựng lên, còn thị trường vẫn diễn biến như nó thường làm. Đừng nghĩ vấn đề thành công hay làm giàu trong trading, mà chỉ nên chú trọng đến giao dịch đúng, luôn trở về tỉnh thức để thấy rõ thái độ tâm đối với mọi tình huống thị trường và vị thế của mình. Quan sát liên tục thân tâm thành thói quen sẽ giúp bạn nhanh chóng phát hiện ra tình trạng quên mình và quay lại thực tại trước khi hành động sai lầm phát sinh, hoặc có thể sớm ngăn chặn hành động đó, làm giảm thiểu thiệt hại. Nếu sự tỉnh thức quay lại càng sớm thì càng ít thiệt hại, giống như khi có một tia sáng lóe lên trong tâm trí, có thể xua tan bóng tối si mê. Ví dụ như một người đang muốn tự tử, nhưng chợt nhận ra mình đang bị đắm chìm trong u mê, thì tự bỏ ý định đó. Một trader đang lo lắng, muốn đóng lệnh khi thấy thị trường điều chỉnh sâu, bất chợt nhận ra xu hướng vẫn nguyên vẹn và cơ hội vẫn tốt. Anh ta thay đổi ý định trong tích tắc và có thể nhồi thêm lệnh để tối đa hóa lợi nhuận. Một trader đang định bắt đáy, chợt nhận ra xu hướng giảm giá vẫn quá mạnh, nên từ bỏ ý định này. Nếu thường tỉnh thức, tâm bạn sẽ mở rộng ra, cái biết sẽ không còn chỉ thấy đối tượng trước mặt, mà thấy bao quát xung quanh, biết mình, biết cảnh, biết trong, biết ngoài. Ví dụ như khi quan sát giá, thì ngoài biết giá dao động, còn biết thân tâm, ý nghĩ cảm xúc đang như thế nào. Khi nào đối tượng cần có sự tập trung đặc biệt, tâm sẽ tự ứng ra để giải quyết. Nếu tâm bị phân tán, dính mắc vào bên trong, quá khứ hay tương lai, thì sẽ không còn biết mình rơi vào vô minh và hành động sẽ khó kiểm soát được. Rút ra bài học kinh nghiệm quá khứ khác với bị kinh nghiệm quá khứ chi phối. Nếu quá khứ thắng thua gợi lại tham, sân, si, thì chính đó là tiến trình ngủ quẫn, gây phiền não. Còn rút kinh nghiệm là chiêm nghiệm trong tình thức. Mỗi người khi trading là đang ở trong hiện trạng của riêng mình, mỗi lúc mỗi khác, không ai giống ai, nên không có quy định chung cho tất cả, mà mỗi người phải tự thấy ra, sông có khúc, người có lúc, nên khi thị trường biến đổi, tâm trạng trader cũng dễ biến đổi theo. Tâm lý sợ bị bỏ lỡ của trader là do hai lực đẩy và kéo, vội vàng hấp tấp, khiến nhiều người không trọn vẹn tỉnh thức với hiện tại, là bởi hai động lực, đẩy và kéo. Lực đẩy xuất phát từ sự nôn nóng, khi khởi lên ý đồ thực hiện một điều gì. Lực kéo xuất phát từ mong mỏi đạt được sự thành tựu nhanh chóng, ý đồ đó. Ví dụ, khi đưa ra một kế hoạch, thường người ta muốn thực hiện mau chóng dự án đó, và khi thực hiện, lại bị đẩy bởi tiến độ,
và bị kéo bởi đích tới hơn là khoan thai, trọn vẹn và minh mẫn trong từng bước hiện tại. Đó là lý do đưa đến vội vàng, hấp tấp và thậm chí có thể sinh ra căng thẳng, cập dập, luống cuống mà hậu quả là chậm hơn tuần tự nhi tiến, từng bước nhịp nhàng, thoải mái. Người ta đâu biết rằng hạnh phúc không hẳn ở đích tới mà chính là con đường khi mỗi bước đi trọn vẹn, sáng suốt, trầm tĩnh, trong hành đã là nguồn hạnh phúc bất tận. Thiền sư Viên Minh. Khi tỉnh thức mới phát hiện ra ý nghĩ vào lệnh là ý nghĩ chân chính hay ý nghĩ bị thúc đẩy bởi ảo tưởng, tham sân si, khi giao dịch, tâm dễ bị cuốn hút theo dao động của thị trường mà không còn sáng suốt. Vì huấn cuối cùng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn là tất cả pháp hữu vi là vô thường, hãy thận trọng, chớ có phóng dật. Phóng dật là tâm bị ngoại cảnh lôi cuốn, ai thường bị chi phối bởi bên ngoài quá nhiều mới buông lung phóng dật. Buông lung là tâm lang thang bất định, cho nên khi thấy cái gì bên ngoài thì chạy theo, gọi là phóng dật. Khi chạy theo cái bên ngoài thì thất niệm, bỏ quên thực tại thân tâm, không còn trọn vẹn với chính mình, ràng buộc với đối tượng, khổ vui bên ngoài. Khi thất niệm không còn biết mình thì mất tỉnh giác. Thiền sư Viên Minh. Trader nào cũng thấy được giá cả thay đổi, tài khoản tăng giảm, nhưng đứng trước các thay đổi đó mà tâm vẫn tĩnh lặng thì mới là thấy được vô thường. Khi dính mắc vào ý nghĩ, quan niệm hay thói quen kinh nghiệm thì người ta không còn để ý đến đối tượng nữa, càng ngày càng không thấy rõ đối tượng. Khác với thành thạo thì cần có sự chú tâm trọn vẹn vào đối tượng nên càng ngày càng thấy rõ. Thí dụ như khi quan sát phản ứng giá hay chuyển động của thị trường, không thể quan sát cái chưa xảy ra, không thể rèn luyện tâm lý. Nếu không có đối tượng, bạn phải va chạm thị trường thì mới có thắng thua, được mất, thì ảo tưởng tham sân si mới khởi lên, tạo ra cơ hội cho bạn quan sát thấy ra. Do đó, nếu không có trải nghiệm thực thì không rèn luyện tính kiên nhẫn, kỷ luật được. Nếu bạn áp đặt quan điểm và ham muốn của mình lên thị trường, bạn sẽ thất bại. Thí dụ, như khi nó bứt phá mạnh mà bạn chỉ muốn vào lệnh giá thật tốt thì bạn sẽ bỏ lỡ. Khi nó điều chỉnh mà bạn muốn nó xuống sâu hơn nữa thì nó chạy mất. Hoặc giả sử nó xuống sâu như ý bạn muốn thì lại mất xu hướng. Thị trường luôn kiên nhẫn hỏi bạn rằng thấy ra chưa và không như ý của ngươi đâu, cho đến khi bạn thấy ra và ngoan ngoãn đi theo nó. Đạo Trading cho rằng một giao dịch hoàn hảo là một giao dịch được thực hiện đúng nguyên tắc chuyên môn và không bị ảnh hưởng của tham sân si, ảo tưởng thắng thua, chỉ là hệ quả. Có khi lệnh thua lại là đúng, lệnh thắng chỉ là ăn may, liều lĩnh. Một số bệnh giao dịch mãn tính. Khi tham gia giao dịch thì không ai không phạm phải sai lầm, nhưng có người chú ý nhận biết nguyên nhân để điều chỉnh, người khác thì không. Thông thường, người ta ưa xem xét vấn đề này về phương diện chuyên môn mà né tránh các nguyên nhân về tâm lý. Tương tự như trong y học phương Tây, chỉ tập trung chữa triệu chứng bên ngoài của các bệnh mãn tính nên ít hiệu quả. Trong Trading, người ta cũng đề xuất nhiều cách đối trị hành vi mang tính mệnh lệnh, phải làm cái này, không làm cái kia. Biện pháp khắc phục mang tính tâm lý kiểu cơ học như vậy sẽ ít hiệu quả đối với bệnh mã tính trong giao dịch. Thực ra, nhân của các sai lầm đã ẩn sẵn trong bản thân mỗi người và chúng chỉ chờ sự thiếu tỉnh thức để kết hợp với duyên bên ngoài mà phát tác. Ví dụ, khi một người đang sợ hãi thì anh ta có khuynh hướng phạm liên tiếp các lỗi có nguồn gốc từ sợ hãi, bởi cảm xúc này đang nổi trội trong tâm anh ta. Đạo Trading đề xuất nguyên tắc chữa các bệnh giao dịch mãn tính thông qua thấy rõ, hiểu đúng nguyên nhân chung của hầu hết vấn đề là do chúng ta làm việc thiếu tỉnh thức, nên để tham sân si xen vào chi phối, nên chữa trị bằng cách tập quan sát phản ứng nội tâm đối với từng tình huống, nhận diện chúng từng bước một, như gợi ý ở dưới đây. Lưu ý là ở đây, tôi đơn giản hóa vấn đề để tiện trình bày, chứ trên thực tế thì diễn biến nội tâm mỗi người trong từng tình huống là khác nhau, nhảy truyền liên tục do nhân duyên khác nhau. Sau khi đã biết cách quan sát thì chúng ta sẽ không dán nhãn lên từng loại tâm nữa,
chỉ trực nhận đơn thuần mà thôi, trạng thái tâm như thế nào thì thấy như thế ấy. Lưu ý một, giao dịch quá độ, đây có lẽ là căn bệnh nặng nhất và khó chữa nhất đối với một trader. Nó là một dạng nghiện ngập mà biểu hiện là giao dịch rất nhiều lệnh liên tiếp, mất phương hướng và không còn làm chủ được bản thân. Nguyên nhân xuất phát từ tình trạng làm việc thiếu tỉnh thức, không sớm phát hiện được ảo tưởng, sân si đang mạnh lên cho đến khi mất kiểm soát hoàn toàn. Thường thì khi bạn ngồi không, nhàn cư vi bất thiện và bạn muốn thay đổi cảm giác hay phải làm cái gì đó, nên lăn xăng vào lệnh, vòng xoáy bắt đầu. Khi bạn thua lỗ và gỡ gạc, mua bán loạn xạ, lâu dần thành nghiện giao dịch. Giải pháp, bạn nên biết trước lỗi này là tất yếu đối với trader tập sự. Bạn có thể áp dụng biện pháp phù hợp để ép mình như cài chế độ tắt máy tự động, ẩn khung thời gian thấp, chuyển sang giao dịch khung thời gian cao hơn, lập kế hoạch giao dịch chi tiết, dặn dò tiềm thức của mình. Bạn thực tập thận trọng, chú tâm quan sát thái độ sân si nơi mình, nhìn vào các ý nghĩ khởi sinh, nhất là khi thị trường có tín hiệu yếu và đi ngang. Lưu ý 2. Bốc đồng đuổi giá, bạn bị thúc đẩy mua bán khi thấy giá bất ngờ biến động mạnh hoặc đã chạy xa, và thường thì bạn sẽ cảm thấy bất an ngay sau đó. Nguyên nhân bốc đồng mua bán là do không tự biết mình và không chuẩn bị trước giá biến động mạnh, tác động qua mắt, đưa đến hành động mau chóng, hầu như không kịp ý thức, trong khi bạn chưa kịp đọc thị trường hoặc do bạn vô tình bị tác động bởi thông tin bên ngoài. Trong khi đó, đuổi giá thì thường là bạn đã có ý định mua bán từ trước nhưng vẫn không thực hiện được. Có thể là bạn đã lỡ sóng nên nuối tiếc mà vào lệnh. Có thể là bạn ham muốn mua thêm khi giá đã chạy xa. Có thể là ban đầu do sợ hãi, bạn do dự, không giao dịch, dẫn đến đuổi giá. Giải pháp, bạn nên tập thói quen chuẩn bị tâm, đưa về trạng thái ổn định. Trước khi mở máy, bạn nên chuẩn bị đồ thị đều đặn và rõ ràng trước mỗi phiên giao dịch, viết blog, đánh dấu ghi chú trên đồ thị. Một khi đã có tín hiệu dự đoán, phải hành động dứt khoát theo kế hoạch và sẵn sàng cắt lỗ tất cả mọi ý nghĩ cảm xúc mà ngăn cản không cho bạn hành động đúng, cần phải được thấy ra. Bạn có thể thua lỗ, nhưng bạn phải biết rõ ý nghĩ cảm xúc gì đã thúc đẩy bạn làm ngay lúc đó. Tâm bạn bị phóng dật trong trường hợp này, nên cần lưu ý nhiều đến yếu tố thận trọng, dựa vào giới luật. Lưu ý 3. Hủy lệnh, rời lệnh cắt lỗ. Đó là khi bạn không dùng lệnh cắt lỗ, rời, lùi hay tháo bỏ nó. Lỗi này tuy dễ thấy, nhưng không dễ khắc phục và có thể dẫn đến cháy tài khoản. Cái tâm láu cá của bạn đánh lừa bạn, nó trấn an không sao đâu, rồi hứa hẹn sẽ chủ động cắt lệnh khi giá thế này, thế nọ. Nhưng cuối cùng, bạn vẫn không cắt được lệnh. Nguyên nhân, bạn từng bị thua lỗ nhiều lần do nhận định sai hay đặt lệnh cắt lỗ không đúng kỹ thuật, hay nhiều lần bị săn lệnh nên đâm ra sợ hãi, bạn bực bội, không đặt nữa hoặc rời lệnh ra xa vì lo sợ dao động thị trường sẽ quét trúng lệnh. Cũng có khi bạn thờ ơ, chủ quan về hướng đi của thị trường nên không đặt. Giải pháp, bạn có thể tự động hóa vào lệnh cắt lỗ cùng lúc với lệnh mua bán. Bạn nên hướng tâm về mặt tích cực của lệnh cắt lỗ. Nó là rơ le bảo vệ tài khoản của bạn và là chi phí kinh doanh cần phải có. Sau mỗi giao dịch, bạn cần chiêm nghiệm các thua lỗ nghiêm trọng để thấy ra tầm quan trọng của lệnh cắt lỗ. Đồng thời, bạn cần chú tâm quan sát các cảm xúc khó chịu khi thị trường biến động không như mong đợi, thúc đẩy bạn hủy, rời lệnh, đồng thời quan sát mọi thủ đoạn tinh vi mà bản ngã đưa ra để thoái thác. Lưu ý 4. Thoát lệnh sớm. Đây là căn bệnh phổ biến, thường gây bức xúc cho bạn, mặc dù lúc đó giao dịch của bạn có lãi. Thói quen thoát lệnh sớm mỗi khi giá khựng lại hay điều chỉnh nhẹ, làm giảm cơ hội hồi phục tài khoản của bạn. Khi không đu sóng được, bạn không có tiền lãi để sửa sai các thua lỗ trước đó chứ, chưa nói đến lợi nhuận. Nguyên nhân, về mặt kỹ thuật bạn ưa bắt đoán đỉnh hoặc thường xuyên lướt ngắn trong vùng phi hướng nên không nhận biết lúc con sóng chính đã bắt đầu. Bạn cũng có thể thua vài lệnh trước đó, mong chờ có lệnh thắng
để bớt áp lực tâm lý hoặc lo sợ mất phần lãi đang có trước sự dao động của thị trường. Giải pháp lợi nhuận chủ yếu trong giao dịch là do khả năng đu bám sóng mang lại, thế nên thay vì sa đà vào bắt đáy hay lướt nhanh, bạn hãy chủ động chờ đợi các con sóng chính và ước định khoảng chạy của chúng. Khi chấp nhận giữ lệnh dài, bạn nên thực tập quan sát các ý nghĩ cảm xúc xuất hiện trong tâm mình trước sự rung lắc của các đợt sóng hồi. Mặt khác, bạn cũng nên chiêm nghiệm rõ ràng nguyên nhân của các thua lỗ trước đó để chúng không thôi thúc bạn phá vỡ kế hoạch giao dịch của mình. Về mặt nhận thức, bạn cũng cần thấy rằng bệnh thoát lệnh sớm cũng là một dạng tổn thất về tài chính. Lưu ý 5. Giao dịch khi tín hiệu yếu. Căn bệnh này thường bào mòn tài khoản của bạn, rất dễ kéo bạn vào vòng xoáy giao dịch quá độ. Khi giao dịch với tín hiệu yếu, thì bạn không có được sự ủng hộ của nhà cái hay đám đông, nên lợi nhuận sẽ thấp và dễ thua lỗ. Nguyên nhân, có thể bạn đang mất kiên nhẫn sau một vài thua lỗ, nên muốn gỡ nhanh. Bạn cũng có thể đang trong đà thắng, đâm ra chủ quan, muốn kiếm thêm, hay bạn đang buồn chán, muốn đi tìm một việc gì đó để làm. Giải pháp, về mặt kỹ thuật, bạn nên chú trọng phần chuẩn bị đồ thị, phân biệt cấp độ sóng muốn giao dịch và lưu tâm đến độ mạnh, yếu của tín hiệu giao dịch cần thiết và tương ứng. Cùng với đó, bạn cần phát hiện ra loại ảo tưởng nào đang lôi kéo bạn trong mỗi tình huống cụ thể. Ngoài ra, bạn không nên giữ men chiến thắng trong người bằng cách rút tiền ra khỏi tài khoản mỗi khi vượt ngưỡng khinh suất, đồng thời chủ động hướng tâm sang một công việc khác. Lưu ý 6. Do dự. Khi vào lệnh, căn bệnh này thường xuất hiện khi bạn đứng trước một cơ hội thị trường, hoặc ngay cả khi diễn biến thị trường xảy ra như dự kiến, nhưng tâm bạn trở nên phân vân, nghi hoặc nó thường dẫn đến lỡ sóng hay đuổi giá. Nguyên nhân, bạn thiếu tự tin vào khả năng quan sát và cảm nhận thị trường của mình, hoặc do thường tham khảo nhiều thông tin bên ngoài. Bạn có thể đang giao dịch với khối lượng cao hơn mức bình thường nên sợ bị sai, hoặc bạn vừa trải qua một đợt thua lỗ trước đó. Giải pháp, cần bổ sung kiến thức chuyên môn, quan sát thực tế thị trường nhiều hơn và tập trung vào kế hoạch giao dịch của mình. Ngoài ra, bạn có thể giao dịch với khối lượng nhỏ lại để tâm lý thoải mái hơn về mặt nhận thức. Hãy nhớ lời của George Soros, đúng hay sai không quan trọng, cái chính là kiếm được bao nhiêu khi đúng và mất bao nhiêu khi sai. Thực tập chánh niệm để thấy ra các ý nghĩ trong tâm trí lúc đó và các phản ứng né tránh sợ hãi của tâm sân. Lưu ý 7. Giao dịch quá nhiều lệnh hoặc dùng lệnh quá lớn. Giao dịch cùng lúc nhiều lệnh, vượt quá quy định hay dùng lệnh quá lớn có thể dẫn đến tình trạng sụt giảm tài khoản nghiêm trọng, làm bạn không còn kiểm soát được hành động của mình. Nguyên nhân, khi bạn thắng liên tục, bạn muốn thắng nhiều hơn nữa và thấy mức lãi hiện tại không còn hấp dẫn, bạn trở nên khinh suất và giao dịch quá lớn, trong khi nội tâm bạn chưa đủ vững vàng cần thiết để đối diện với rủi ro lớn như vậy. Cũng có thể do bạn đang thua nhiều nên muốn nhanh gỡ gạc, cũng có thể bạn đang phải chịu sức ép kiếm tiền cho sinh hoạt hàng ngày nên mất kiên nhẫn. Giải pháp, nếu đang thắng nhiều thì bạn cần rút tiền ra, giảm tài khoản về ngưỡng thuần thục để lấy lại cân bằng cảm xúc. Bạn cần chú tâm quan sát trạng thái hưng phấn này. Nếu do thua mà gỡ gạc, bạn cần chiêm nghiệm lại ý nghĩ thuần thục trong tâm trí bạn, đó là ý muốn hủy diệt của tâm sân. Lưu ý là khi tài khoản sụt giảm 50% thì rất dễ dẫn đến tâm lý tuyệt vọng và bạn sẽ đánh bạc bằng phần vốn còn lại. Còn nếu bạn phải chịu sức ép kiếm tiền cho sinh hoạt hàng ngày thì bạn nên dừng lại, bởi bạn đã không xem xét kỹ điều kiện hoàn cảnh của mình trước khi chọn nghề này. Lưu ý 8. Nhồi lệnh khi vị thế đang lỗ. Căn bệnh này còn gọi là bình quân giá, rất nguy hiểm vì nó có thể làm gia tăng nhanh chóng khoản lỗ của bạn, dẫn đến mất kiểm soát hoặc mắc kẹt do khoản lỗ đã trở nên quá lớn. Nguyên nhân có thể là bạn bắt đáy đang bị âm và bực bội bắt tiếp với hy vọng thị trường sẽ đảo chiều, hoặc bạn tưởng là có một cơ hội tốt và muốn khai thác tối đa nó,
nên không nhận ra mình đã phán đoán sai và tiếp tục vào lệnh. Từ sự dính mắc vào quan điểm phải đúng, bạn sẽ tiếp tục gây chuyện lớn cho đến khi nỗi đau mất tiền lớn hơn nỗi đau thừa nhận sai lầm. Giải pháp, bạn nên ghi nhớ các nguyên tắc như chờ đợi tín hiệu đủ mạnh và chỉ nhồi lệnh nếu lệnh trước đó đã có lãi. Nếu vào lệnh sớm một chút mà xác suất đúng không cao thì ít có ý nghĩa, cần chú tâm quan sát thái độ muốn xí xóa lệnh đang lỗ hoặc vọng tưởng đến một khoản lãi lớn nào đó. Bạn cũng cần thấy ra sự chói buộc của tâm trí và một quan điểm nào đó sẽ làm che mờ thị trường trước mặt ra sao. Theo dõi các ý nghĩ lao xao trong đầu bạn, khi càng thêm lệnh thì càng tăng lỗ. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu phần 3, thử lý giải một số vấn đề nóng sau đây. Chú ý 1. Làm sao để cai nghiện giao dịch? Do đặc thù của nghề trading là rào cản kỹ thuật thấp, tính tự do cao, nên trader giao dịch thường dễ dãi, buông lỏng kỷ luật, lâu dần thành thói quen rồi nghiện lúc nào không biết. Nghiện trading sẽ làm bạn không còn sáng suốt trong công việc, ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của bạn. Làm sao để cai nghiện trading? Xét về biện pháp đối trị thì chúng ta có nhiều cách, như kế hoạch hóa giao dịch tốt mỗi ngày, bản kiểm soát vào lệnh, ghi nhật ký. Nhưng thực tế là ít khi chúng ta tuân theo nó. Nếu đã bị nghiện, nếu nhìn vào bản chất thì nghiện chê trading cũng không khác gì các dạng nghiện khác như rượu, thuốc lá, cờ bạc. Nên để giải quyết cho việc này thì không đơn giản, bởi nó thuộc về vấn đề tâm thức bên trong. Tôi nghĩ phần tư vấn sau đây của vị thầy tâm linh đã bao gồm đầy đủ cho các vấn đề này. Nghiện ngập là một thói quen bó buộc lâu đời, nó có ở trong bạn như là một thực thể, hay là một em bé khổ sở, đầy thương tích ở trong bạn, hoặc một trường năng lượng có thể thỉnh thoảng chiếm hữu bạn hoàn toàn. Khi nó chiếm lĩnh đầu óc bạn, cái tiếng nói luôn vang vọng ở trong đầu bạn lúc đó sẽ trở thành tiếng nói của cơn nghiện. Nó có thể nói với bạn, hôm nay quá vất vả, mình phải tự thưởng cho mình một cái gì đó đi chứ. Tại sao lại không cho phép mình hưởng một chút vui thú duy nhất còn lại? Và thế là bạn trở nên mất nhận thức khi tự đồng hóa mình với tiếng nói đó, và bạn sẽ thấy mình đang tiến dần đến cái tủ đựng thức ăn, đưa tay với lấy cái bánh hay một thứ gì đó bỏ vào miệng và ăn một cách ngấu nghiến. Nhiều lúc, cơn nghiện hoàn toàn vượt ra khỏi sự kiểm soát của tâm trí bạn, và bạn ngạc nhiên bắt gặp mình đang phì phèo điếu thuốc lá hay đang cầm trên tay một cốc bia. Có thể bạn sẽ tự hỏi, ủa ai vừa đốt điếu thuốc này cho mình vậy? Hoặc ủa, ly bia này ai đưa cho tôi vậy? Sao tôi chẳng hề hay biết gì cả? Nhưng chung quanh bạn không có ai khác và chẳng có người nào đưa những thứ đó cho bạn. Chính bạn đã đưa tay rút điếu thuốc và bật lửa lên đốt, hay tự rót cho mình một cốc bia, và bạn làm những hành động này hoàn toàn trong vô thức. Khi một cơn nghiện ma túy, thuốc lá, ăn uống, rượu bia, tình dục xảy đến với bạn, thì bạn hãy nhớ ngừng lại mọi thứ và thở ba hơi thật sâu. Bạn thở thật chậm rãi và có ý thức về cơn nghiện ngập này của mình. Điều này sẽ giúp bạn trở nên có ý thức về những gì đang xảy ra trong bạn. Hãy chú tâm vài phút đến cảm giác ham muốn thôi thúc mà lúc này đang hiện diện như một trường năng lượng thèm khát ở trong bạn. Hãy cảm nhận một cách có ý thức rằng thói quen này đang có nhu cầu hấp thụ một cái gì đó, hoặc là phải tiêu hóa một chất gây nghiện, hoặc phải làm một hành động nào đó không cưỡng lại được. Khi bạn thở và ý thức được như thế, bạn có thể cảm thấy nỗi ham muốn ấy bỗng dưng tan biến, nhưng cũng có khi bạn sẽ bị cơn nghiện đó chiếm hữu, khiến bạn phải chiều theo nó. Xin đừng quá nghiêm khắc với chính mình. Khi điều này xảy ra, hãy coi chuyện nghiện ngập như là một phần của việc thực tập, giúp bạn nâng cao nhận thức, tương tự như phương pháp thực tập tôi đã nêu ở trên. Khi nhận thức ở trong bạn được phát triển lớn mạnh hơn, thì sức mạnh của những thói quen nghiện ngập cũ ở trong bạn sẽ yếu dần và rồi sẽ biến mất. Tuy nhiên, hãy sáng suốt để tóm lấy bất kỳ một ý nghĩ nào đang xảy ra ở trong đầu bạn, những ý nghĩ có dụng ý, biện minh cho thói quen nghiện ngập đó. Đây là những ý nghĩ rất ném lĩnh và khôn ngoan,
Khi có một tiếng nói vang lên ở trong đầu bạn, bạn hãy nhớ thường xuyên tự hỏi mình, ai là người đang nói đây? Và bạn sẽ thấy rằng, ồ, cơn nghiện và bản ngã ở trong tôi đang lên tiếng đây. Chừng nào bạn còn biết được điều đó, chừng nào bạn còn có mặt để quan sát suy tư của bạn, thì cơn nghiện sẽ ít có cơ hội gạ gẫm bạn, làm theo những gì nó muốn, là tiếp tục nuôi dưỡng thói quen nghiện ngập ở trong mình. Chú ý 2. Tại sao cắt lỗ sớm và để lãi chạy? Câu hỏi này có thể được giải thích bằng lý thuyết triển vọng. Sự thua lỗ gây tổn thương tâm lý lớn hơn nhiều so với sự sung sướng do lợi nhuận mang lại. Nhà tâm lý học đoạt giải Nobel Daniel Kahneman đã thực hiện nghiên cứu dựa trên vấn đề ra quyết định. Công trình của ông thực ra không phải dành cho trading, nhưng ám chỉ rõ ràng cho công việc quản lý giao dịch và rất tương hợp với FX trading. Lý thuyết triển vọng của ông đã xây dựng mô hình và dự đoán sự lựa chọn của con người giữa các kịch bản liên quan đến mức rủi ro và mức thưởng đã biết. Kết quả ông đã khám phá ra một điều đơn giản nhưng sâu sắc là hầu hết mọi người phải chịu đựng đau đớn từ thua lỗ nhiều hơn là sung sướng mang lại từ lợi nhuận. Sách tóm tắt, mời quý thính giả tham khảo đồ thị tại trang 278 của cuốn sách. Dựa vào đồ thị trên, chúng ta thử quan sát cảm xúc sung sướng của mình trong trường hợp thắng 2, rồi 3 lệnh liên tiếp với mức thắng 500 đô một lần. Có lẽ đến lần thứ 3 thì đã thấy khá nhàm, hiệu ứng tích cực không còn mạnh. Trái lại, nếu chúng ta thua liên tiếp đến lần thứ 3 thì có lẽ cảm giác đau khổ tăng lên. Nó chồng nên cảm giác của lần thua trước đó, làm không sao chịu nổi. Người ta nói rằng lòng tham không đáy cũng có nghĩa là phải kiếm được nhiều khoản tiền lớn hơn mới duy trì được mức độ sung sướng cũ, và những thứ mà bản ngã hút vào đều không phải của nó. Đây là cái khổ hữu ái do cảm giác dễ chịu đã nhàm chán. Còn những gì mà bản ngã đang có, số tiền trong tài khoản chẳng hạn, thì chỉ có giới hạn mà đã được thiết lập mối quan hệ từ lâu, được gọi là tiền của ta, sự giàu có của ta, nên khi nó bị mất đi sẽ là tổn thương lớn cho bản ngã. Lưu ý 3. Trading có lợi ích gì cho bạn? Andrew Krieger, một trader ngoại hối nổi tiếng, đã chia sẻ rằng trading giúp ông phát triển một số phẩm chất rất hữu ích trong sinh hoạt đời thường, như sự chăm chỉ, sự khiêm tốn, sự kỷ luật. Quan trọng hơn, ông đã tả các giá trị về mặt tinh thần mà trading đem lại, đó là sự thay đổi mạnh mẽ nhận thức về cuộc sống. Có lẽ chia sẻ của ông là một minh họa sinh động cho tinh thần của đạo trading, lấy giác ngộ làm sự nghiệp, làm chủ tính cách. Khi càng giao dịch nhiều, tôi càng thấy trading thực sự bắt bạn phải học về bản thân mình. Một trong những điều lôi cuốn nhất về công việc trading là thị trường có cách kỳ lạ để làm bạn bộc lộ ra các điểm yếu của mình và khai thác nó. Nếu bạn hay bốc đồng, thị trường sẽ làm bạn phải trả giá vì nó. Nếu bạn hay phân vân, không quyết đoán, thị trường sẽ làm bạn phải trả giá vì nó. Nếu bạn tham lam, thị trường sẽ làm bạn phải trả giá vì nó. Nếu bạn nghĩ được về trading như thế, thì số tiền bạn mất đi trên con đường học nghề có thể được xem là chi phí cho quá trình trị liệu hay xây dựng nhân cách. Tôi thực sự tin rằng các bài học tôi học từ trading đã giúp tôi trở thành một con người tốt hơn. Tôi có thể thấy nó giúp tôi trong kinh doanh, trong cuộc sống cá nhân và với gia đình tôi, vẻ đẹp của sự thất bại. Andrew Krieger có lần nói, không có thành công nào như thất bại. Chúng ta không thể học cách thành công mà không đi cùng thất bại. Không có điều nào như thế. Miễn là bạn kiên trì, thì thất bại chỉ là một cơ chế dẫn bạn càng ngày càng gần đến mục tiêu. Thất bại mang lại nhiều giá trị hơn thành công, bởi vì nhờ nó mà chúng ta học ra chúng ta là ai. Chỉ thông qua thất bại, chúng ta mới đứng thẳng dậy và đi đến cùng. Nếu không thất bại, chúng ta sẽ không cố gắng. Và nếu không cố gắng, thì chúng ta sẽ mắc kẹt ở vũng lầy của sự tự mãn. Thất bại là cú hích mạnh mẽ để buộc bạn phải huy động những phần tốt nhất của trí tuệ để hình dung ra phương cách đi đến thành công và cảm thấy tuyệt vời khi bạn có thể đi đến đó.
hiểu rõ giá trị của quá trình, các điều tốt đẹp của cuộc sống hiếm khi đến ngay lập tức. Là con người, chúng ta thường bị ảo tưởng là phải được thỏa mãn ngay. Thế nhưng, sự thỏa mãn ngay chẳng qua chỉ là sự lựa chọn, cách thoát thân dễ dàng mà chúng ta sẽ không học được hay rút ra được điều gì. Giá trị chân thực của cuộc sống là hiểu rõ giá trị của quá trình. Nó quan trọng hơn cả kết quả cuối cùng. Trader sẽ nhanh chóng nhận ra ý nghĩ kiểu làm một phi vụ lớn rồi nghĩ chỉ là ảo tưởng, giao dịch đi cùng với thời gian. Bạn không bao giờ thành công chỉ bằng một giao dịch mà phải trải qua rất nhiều và rất nhiều giao dịch. Và điều này cũng đúng trong cuộc sống. Một trong những điều giá trị nhất mà tôi rút ra được từ hiểu rõ giá trị của quá trình là học cách sống trong hiện tại. Chúng ta bỏ đi quá nhiều thời gian trong cuộc sống để hồi tưởng về quá khứ và lo lắng về tương lai, mà không còn thời gian để sống trong hiện tại. Và tôi hy vọng rằng nếu bạn đọc được điều này, bạn có thể nghe thấy điều tôi nói và hãy thử dành ra một chút thời gian để sống trong giây phút này. Sự trầm tĩnh khi giao dịch các thị trường tài chính. Một trong những điều đầu tiên bạn học được là bạn không bao giờ để cho quá vui và quá buồn. Bạn phải luôn biết rằng có những ngày tốt đẹp và những ngày tệ hại, và hy vọng là sau cùng thì bạn sẽ có được tổng số ngày tốt nhiều hơn số ngày xấu. Bây giờ trong cuộc sống, nếu bạn không cảm thấy quá buồn thì rõ ràng đây là điều quan trọng rồi. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng, ngay cả khi mọi thứ tốt đẹp, hãy đừng so sánh rằng đây là điều tốt nhất cho tới giờ và sẽ không bao giờ tốt hơn được nữa. Thay vào đó, hãy hiểu rõ giá trị của giây phút hiện tại, hãy yêu nó, hãy thưởng thức nó và tự biết rằng mình may mắn có cơ hội để sống với nhiều giây phút khác như vậy. Nếu chúng ta quá vui mừng thì hầu như chúng ta bị lìa xa thực tại với lo sợ rằng chúng ta sẽ không bao giờ vui được như vậy nữa, và điều đó là không đúng. Lưu ý 4. Tại sao phải kén chọn giao dịch trong thị trường vàng? Forex, bạn có vô số cơ hội để mua bán tự do và rất nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận cho mỗi ngày, mỗi tuần. Sự cám dỗ của chúng làm cho bạn giao dịch nhiều quá mức và thiếu chọn lọc, dẫn đến lãng phí thời gian, tổn hao sức khỏe và tổn thất tiền bạc. Khi mua một món hàng thông thường, bạn sẽ xem xét kỹ lưỡng từ chọn lựa nhãn hiệu, giá cả, chất lượng, cho đến nơi mua, dịch vụ sau bán hàng. Khi thương lượng, bạn có thể chỉ ra một số khiếm khuyết của sản phẩm để trả giá tốt hơn. Thậm chí, ngay khi đã ưng ý, bạn vẫn kiềm chế cảm xúc để tiếp tục trả giá. Điều thú vị là ít người có thể vận dụng cách thức mua bán khôn ngoan thông thường như vậy vào công việc trading, bởi cơ hội mua bán trong thị trường tài chính có quá nhiều và quá thuận tiện. Người ta khó có thể từ chối sự cám dỗ và dễ dàng bỏ qua chất lượng, giá cả của giao dịch, đóng mở lệnh bừa bãi, làm cho tài khoản bị bào mòn đi. Theo cấu trúc thị trường thì một con sóng chỉ có vài vị trí vào lệnh tốt, nên bạn không có nhiều cơ hội giao dịch theo tùy ý thích của mình. Khi hiểu vậy, bạn cần kén chọn các cơ hội tốt nhất, chờ tín hiệu thật mạnh để giao dịch. Bạn cần biết cách chơi các cơ hội nhỏ, xác suất thấp, rủi ro cao, như giá đang cách xa mức cản, tín hiệu nến còn yếu, đà đẩy không tốt. Paul Tudor Jones nói rằng, một trader chuyên nghiệp luôn thấy ra lý do để từ chối một thế đánh yếu, trong khi ông chỉ ra rằng có 80% số giao dịch mà trader thực hiện là không cần thiết. Khả năng khước từ được các giao dịch không cần thiết thể hiện một người đang xem trading là một công việc kinh doanh thực sự. Lưu ý 5. Kiên định hay cố chấp, linh hoạt hay lăng xăng? Wall Street có lời khuyên nổi tiếng cho trader lập kế hoạch và giao dịch theo kế hoạch, nhấn mạnh vào tính kỷ luật trong giao dịch. Theo tôi, câu nói lập kế hoạch và giao dịch theo kế hoạch nên bổ sung thêm là cho đến khi nó còn đúng, nghĩa là khi thị trường chưa xuất hiện tín hiệu phá vỡ kế hoạch đó. Nhưng tín hiệu đó ra sao, nó tùy vào hệ thống giao dịch và kinh nghiệm của bạn. Mặt khác, kế hoạch giao dịch của mỗi trader thể hiện trình độ chuyên môn trong công việc của anh ta, nên có chất lượng khác nhau tùy người.
Một người thành thạo thì ít khi phải lập kế hoạch, nhưng khi ứng phó thì linh hoạt, thuận pháp, người mà đụng đâu làm đó mà vẫn chính xác là một người lập kế hoạch giỏi nhất. Nếu chúng ta thay đổi kế hoạch dựa trên dấu hiệu thực tế, khi nó không còn phù hợp với tình huống mới của thị trường hoặc thấy ra cơ hội khác tốt hơn, thì sự thay đổi đó mang tính linh hoạt theo công việc. Ngược lại, nếu thay đổi kế hoạch chỉ bởi ảo tưởng, sợ hãi, tham lam, buồn chán, thì sự thay đổi đó là lăng xăng, chạy theo ý đồ của bản ngã. Tương tự như vậy, chúng ta có thái độ kiên định với phương án của mình, nếu không lo lắng, hấp tấp và bất an theo sự dao động của thị trường, một khi kế hoạch giao dịch vẫn còn đúng, ngược lại, chúng ta sẽ trở nên cố chấp, né tránh, không chấp nhận thay đổi khi nhận định thị trường của mình đã có dấu hiệu sai lầm. Nếu tỉnh thức sẽ phân biệt được điều này, tôi thì thích câu nói của Lý Tiểu Long hơn: hãy là nước, bạn tôi, nước thì trôi chảy, không có kế hoạch, nhưng thích ứng với bất kỳ nơi nào mà nó tìm đến, nó tràn vào mọi khoảng trống, không mong đợi trước. Hãy là nước, tức là theo tinh thần vô vi, biết rằng lúc nào làm, lúc nào không, làm mà như không làm. Nó đòi hỏi phải nhìn vào bên trong để hiểu, để thấy ra, nó là thái độ không dính mắc, là hành động tùy cơ ứng biến. Lưu ý 6. Phân tích và cảm nhận. Cuộc sống hiện đại đặt con người vào môi trường quá nhiều thông tin, nên chúng ta có thói quen phải dùng tâm trí để phân tích xử lý, mà xem nhẹ sự cảm nhận. Danh hài Charlie Chaplin đã từng nói: chúng ta suy nghĩ quá nhiều mà cảm nhận quá ít. Nếu tôi hỏi bạn, bạn mất bao lâu để đi từ nhà đến nơi dự tiệc cưới, thì tôi chắc chắn rằng bạn không ước tính dựa trên tính toán của một đống thông số kỹ thuật như khoảng cách bao nhiêu km, mật độ giao thông, vận tốc trung bình xe, mà trong giây lát bạn có thể trả lời kiểu phỏng chừng như khoảng 30 phút bạn đã cảm nhận. Thay vì phân tích, cảm nhận thường đến khi lý trí không thể phân tích thông tin bởi vì có quá nhiều thông số hay thời gian quá gấp rút. Tuy nhiên, để có thể ra quyết định dựa vào cảm nhận thì chúng ta phải trải qua tích lũy đủ các kinh nghiệm đúng đắn. Bạn chắc hẳn phải từng đi lại rất nhiều, có quan sát xung quanh, tự biết thói quen lái xe của mình, nên mới có thể trả lời một cách ngắn gọn và dễ dàng như vậy. Nếu bạn trải nghiệm càng nhiều, với mức độ quan sát càng cao, thì ước tính của bạn càng chính xác. Tương tự như vậy, chúng ta thoạt đầu phân tích thị trường dựa trên các khái niệm quy ước như mô hình nến, cản, rồi theo dõi chuyển động thị trường và kết hợp với giao dịch thực tế. Đó là cách chúng ta làm, là quá trình thu thập dữ liệu, lưu trữ xuống tiềm thức. Các dữ liệu này sẽ được xử lý âm thầm bên dưới và sẽ trồi lên khi mà lý trí của chúng ta không xử lý nổi hay không kịp xử lý. Nếu bạn làm việc kiên trì và thường xuyên quan sát chuyển động thị trường, thì sau một thời gian nào đó, bạn có thể cảm nhận thị trường trong vài giây mà không cần phân tích. Paul Tudor Jones, một trader thành công nhất trong phương pháp sử dụng đường ma trong trading, nói rằng sự đơn giản và tốc độ là dấu hiệu của một bậc thầy trading. Như vậy, công việc phân tích hàng ngày góp phần hỗ trợ chúng ta phát triển khả năng cảm nhận thị trường. Khi đã bắt đầu phát hiện khả năng quý giá này, chúng ta cần tin vào nó. Có thể chúng ta cảm nhận một con sóng lớn sắp xảy ra khi thoáng nhìn vào đồ thị, nhưng lại quay về phân tích tính toán để rồi hành động thiếu sáng suốt. Hoặc khi mở đồ thị lên, chúng ta cảm thấy là không nên giao dịch vào lúc đó, nhưng lại loay hoay phân tích, mò mẫm tín hiệu để rồi thuyết phục mua bán, dẫn đến thua lỗ. Đó là lý trí xen vào, bản ngã khởi lên, các ký ức cũ vọng tưởng đã che mờ sự sáng suốt. Lưu ý là tâm chúng ta có khuynh hướng đi tìm đối tượng và tâm si thường hiện diện, nhưng lại khó nhận diện. Nó là mầm mống để các tâm bất thiện khác đua nhau phát sinh khi gặp đối tượng, nên rất nguy hiểm. Lưu ý 7. Tại sao tâm lý là phần khó nhất trong trading? Người ta ước tính rằng có đến 70% đến 80% thua lỗ trong trading là do bị tâm lý chi phối.
nhưng đa số trader ít quan tâm đến vấn đề này. Tại sao tâm lý giao dịch không phải là đề tài được yêu thích? Lướt qua các diễn đàn tài chính, chúng ta dễ thấy rằng đa số trader thường hào hứng chia sẻ các kiến thức về chuyên môn, tin tức liên quan, chúng chiếm hầu hết không gian và thời gian của diễn đàn. Người ta mổ xẻ hệ thống giao dịch, sáng tạo các phương pháp mới, bàn luận các chiến lược mua bán trên các thị trường. Có vẻ như muốn làm đầy kho kiến thức của họ hơn là muốn kiếm tiền. Khuynh hướng này cũng bình thường khi mà lý trí nắm quyền kiểm soát trong đời sống con người. Mặc dù có lúc chúng ta nhận ra rằng thua lỗ phần lớn không phải do thiếu kiến thức, nhưng bản ngã vẫn thuyết phục rằng như thế vẫn chưa đủ. Ai đó có một phương pháp hay hơn và chúng ta lại tiếp tục hành trình đi tìm bản chánh. Đây là một cách né tránh tinh vi của bản ngã. Người ta không viết nhiều sách về chủ đề tâm lý trong trading bởi cũng ít người quan tâm. Để đọc chúng, thám sát vấn đề tâm lý quả thật là khó khăn, là mơ hồ, là đau đớn, bởi chạm vào phần chìm của tảng băng vô thức, là công kích vào cái tôi. Mỗi người trong chúng ta đều là một cá thể riêng biệt, có tính cách khác nhau, và tâm lý mỗi người, mỗi lúc cũng khác nhau. Thế nên giải quyết những vấn đề liên quan đến tâm lý cần nhiều thời gian và công sức, đến mức chẳng mấy ai muốn giải quyết gốc rễ của chúng cả. Và tỷ lệ trader thua lỗ vẫn cứ áp đảo. Chúng ta chẳng thể chỉ dùng lý lẽ để thuyết phục mọi người hãy đặt trọng tâm vào vấn đề tâm lý, bởi con số thống kê ở trên còn phải đầu hàng. Tuy nhiên, nguyên lý phiền não tức bồ đề chỉ ra rằng sự đau khổ ê chề sẽ làm cho con người thức tỉnh. Đó là khi bản ngã bị nứt ra, cho phép chúng ta nhìn sâu vào bên trong. Đến một lúc chín muồi thì bạn sẽ quay vào trong để giải quyết các vấn đề nội tâm. Chiến thắng trong nghề trading chỉ là một phần nhỏ trên con đường trở về chính mình mà thôi. Lưu ý 8. Thái độ là yếu tố quyết định thành công. Nhà tâm lý học Abraham Maslow, người dành nhiều năm nghiên cứu mối quan hệ giữa thái độ và hiệu quả công việc, đã đưa kết luận rằng thái độ làm việc có thể được dùng để dự đoán sự thành công, chứ không phải là chỉ số IQ. Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng kết luận này cũng có ý nghĩa đối với công việc trading. Bạn thấy những thái độ dưới đây có quen thuộc không? Thái độ không chịu lắng nghe thị trường, thái độ thích được đúng hơn là kiếm tiền, thái độ né tránh thua lỗ, thái độ phớt lờ các sai lầm, đổ lỗi bên ngoài, thái độ làm việc thiếu trách nhiệm, thái độ dựa dẫm vào các thần tượng, các phân tích sẵn có, thái độ làm việc thiếu kỷ luật, thái độ nôn nóng, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Các thái độ kể trên và rất nhiều thái độ chưa kể đến có một đặc điểm chung là né tránh cái đang là, mà chỉ toàn là, tưởng là, cho là, phải là, sẽ là. Chính sự né tránh này làm chúng ta quay lưng với bài học hiện tiền, rơi vào hành động thiếu tỉnh thức nên phải hứng chịu nhiều phiền não. Nếu chúng ta nhận thức rằng trading là một hành trình mà vẻ đẹp của nó nằm ngay trong từng công việc giao dịch, thì có lẽ không có thái độ nôn nóng, muốn đánh nhanh, thắng nhanh. Nếu chúng ta nhận thức rằng thua lỗ là một phần của luật chơi và có giá trị của nó, thì chúng ta chắc không phải tìm cách né tránh nó. Nếu chúng ta trọn vẹn với chuyển động thị trường trước mặt, thì sẽ nghe thấy lời mách bảo của nó mà không phải tìm một cái gì khác để nương tựa. Thái độ đúng đắn trong công việc trading là thái độ làm việc trọn vẹn với cái đang là. Nó là thái độ không tìm kiếm giao dịch mà chờ thị trường tự tạo cơ hội. Nó là thái độ không chấp vào quan điểm, mẫu hình, vùng cản hay xu hướng, mà là tùy cơ ứng biến. Nó là thái độ trong sáng, làm việc một cách thận trọng, chú tâm, quan sát. Nó là thái độ buông ra mọi dính mắc, đối kháng, lăng xăng với thị trường. Lưu ý 9. Tâm lý hay kỹ thuật quan trọng hơn? Có nhiều bằng chứng cho thấy tâm lý giữ vai trò quan trọng trong giao dịch. Ví dụ như giao dịch thử nghiệm thì thắng, mà giao dịch bằng tiền thật thì thua. Khi phân tích thì đúng, mà khi thực hiện thì sai. Tuy nhiên, quan điểm kỹ thuật quan trọng hơn cũng hợp lý khi cho rằng bạn được huấn luyện đúng
tức là có huấn luyện viên giỏi kèm cặp ngay từ đầu. Cùng với một hệ thống giao dịch tốt thì sẽ giao dịch thành công nếu tập luyện theo sự hướng dẫn đúng đắn thành thói quen. Tự tin vào khả năng của bạn thì tâm lý ít tác động đến bạn. Nếu ai đó thực hiện một giao dịch thành công thì anh ta có lý ngay lúc đó. Đạo trading muốn chỉ bày sự thật trong công việc giao dịch, bao gồm cả hai mặt, kỹ thuật và tâm lý. Sự thật đó bao gồm quy luật chuyển động của thị trường, tức là mặt kỹ thuật, và quy luật vận hành của tâm thức con người, tức là mặt tâm lý. Nếu bạn không thấy ra quy luật chuyển động của thị trường, thì bạn sẽ thua lỗ khi giao dịch, và từ đó, ảo tưởng tham sân si khởi lên, sẽ làm chủ bạn, hoặc bạn có biết về quy luật thị trường, nhưng ngay lúc giao dịch, bạn lại không nhận ra nó, bởi tâm trí bạn bị che mờ bởi ảo tưởng tham sân si, thì bạn vẫn đang thua lỗ. Khi đó, bạn cần đến các giải pháp tâm lý để hỗ trợ bạn. Nếu may mắn bạn được huấn luyện đúng, giao dịch thuận quy luật thị trường, ảo tưởng không khởi sinh, thì bạn kiếm được tiền, bạn không thấy ảnh hưởng của vấn đề tâm lý. Có người sống thường tỉnh thức hàng ngày, nên họ dễ dàng làm việc, thuận theo thị trường hơn, và tâm lý ít tác động đến họ. Có người chọn con đường tách biệt tâm lý ra khỏi hệ thống và chỉ chuyên chú vào quy luật thị trường. Họ tính toán thống kê và tự động hóa giao dịch. Tuy nhiên, hướng tiếp cận này cũng chỉ hiệu quả một phần nào thôi, bởi thị trường biến đổi khôn lường và không có công thức, nhưng thực tế thì có khác. Rất ít người có may mắn được một bậc thầy huấn luyện đúng. Cho đến khi hình thành thói quen giao dịch tốt, rất ít người quen sống trong tỉnh thức, rất ít người có khả năng mô phỏng được chuyển động thị trường ở mức độ có hiệu quả để tự động hóa. Ngay cả một người nắm vững về mặt kỹ thuật thì vẫn có lúc vấp phải cạm bẫy thị trường và thua lỗ bởi sự biến hóa của nó. Nếu anh ta bị loạn tâm, mất sáng suốt, hoang mang thì đó là lúc anh ta cần phải tìm hiểu thêm về mặt tâm lý. Tóm lại, cả hai yếu tố tâm lý và kỹ thuật đều quan trọng trong nghề trading, nhưng tâm lý mang ý nghĩa rèn luyện trường kỳ và số lượng người cần đến nó nhiều hơn. Ai đang thiếu yếu tố nào thì sẽ tự thấy nó quan trọng hơn. Bạn đã bỏ cuộc với Forex, giao dịch ngoại hối có vẻ dễ dàng lúc đầu. Trong thực tế, khi bạn bước đầu tìm hiểu một chút về phân tích kỹ thuật và sau đó bạn nhìn vào các dữ liệu và các trade setup trong quá khứ, bạn nghĩ rằng bạn đã tìm thấy con đường tuyệt vời để kiếm sống và đạt được giấc mơ của mình, nhưng bạn lại nhận được một kết quả khác so với những gì bạn mong đợi khi bạn mở một tài khoản live và bắt đầu trading. Tại sao vậy? Do thị trường và biểu đồ đã làm việc khác đi khi bạn trade live chăng, hoặc có điều gì đó ngăn cản bạn chiến thắng và kiếm tiền? Cuối cùng, sau một thời gian cố gắng, phạm sai lầm và thất bại, bạn từ bỏ và nghĩ rằng không thể kiếm tiền từ Forex, hoặc giả có thể, và có một số người thực sự làm được. Đó là bởi vì họ là những thiên tài và phi thường, hoặc có một số bí mật tối thượng nào đó về kinh doanh ngoại hối mà không ai chia sẻ với bạn. Một số khác nghĩ rằng Chúa Trời không muốn họ kiếm bất kỳ một đồng tiền nào từ Forex. Đó cũng là một lý do tốt để bỏ cuộc. Đó là điều xảy ra với 98% trader. Tôi đã thấy những người bỏ cuộc sau hoặc thậm chí ít hơn một tuần. Có một quý ông đã đăng ký một tài khoản live cách đây vài tháng. Ông rất háo hức lúc đầu, nhưng sau chưa đầy một tuần, ông email và nói rằng ông muốn đóng tài khoản của mình bởi vì ông đã cố gắng đủ và ông nghĩ rằng mình không thể kiếm tiền từ Forex. Ông nói giờ ông cố gắng kiếm tiền thông qua việc quảng bá các sản phẩm trên eBay. Tôi không biết ông đang làm gì bây giờ, nhưng tôi chắc chắn 100% là ông cũng sẽ từ bỏ công việc trên eBay và nhiều thứ khác sau đó, và ông vẫn đang tìm kiếm một cách thức kiếm tiền. Một điều ông ta không biết là ngoại hối, chứng khoán, eBay, giao bánh pizza, lái taxi, rửa bát đĩa và nhiều nghề nữa sẽ có cùng một kết quả như nhau nếu ông ta không nhận thức được vấn đề nằm ở đâu. Tôi cũng đã thấy rất nhiều người đã cố gắng rất nhiều năm và vẫn còn thua lỗ. Họ vẫn đang tìm kiếm một trading system
và các chỉ báo mới mỗi ngày. Họ chưa từ bỏ Forrest, nhưng họ đã không cố gắng để tìm ra lý do thất bại của mình trong nhiều năm qua. Nếu họ dành vài phút để phân tích hành vi của mình, họ có thể dễ dàng nhìn thấy vấn đề nằm ở đâu. Vấn đề không phải ở thị trường, ở các biểu đồ hay ở Chúa Trời, mà vấn đề chính là ở bạn. Bạn đã không cho phép bản thân mình chiến thắng. Đó là vì thái độ của bạn và cách bạn nhìn nhận sự việc xung quanh bạn. Bất cứ điều gì khác trong cuộc sống của bạn cũng vậy thôi. Đôi khi chúng ta thất bại, nhưng sự khác biệt là ở chỗ một số người học hỏi từ thất bại của họ và sau đó thay đổi cách thức. Những người này cuối cùng rồi họ cũng sẽ thành công, nhưng những người khác thì luôn luôn đổ lỗi cho ai đó, cho hoàn cảnh, cho Chúa Trời và nhiều lý do vô lý khác. Có đến 99,99% lý do thất bại của chúng ta trong bất cứ điều gì, như học hành, sự nghiệp, kinh doanh, cuộc sống cá nhân và cả trong Forrest, cũng là do chính bản thân chúng ta mà thôi. Chúng ta không nhìn nhận sự việc chính xác như bản thân chúng. Chúng ta nhìn sự việc theo cách mà chúng ta mong đợi. Và đây chính là rắc rối của chúng ta. Tôi sẽ không đưa bất kỳ lời khuyên nào về cuộc sống ở đây. Tôi không đủ chuyên môn để làm điều đó. Tôi ở đây để nói về Forrest. Nhưng hãy để tôi nói với bạn rằng, nếu bạn thành công trong việc giải quyết các vấn đề của bạn trong giao dịch Forrest và bạn thay đổi từ một trader thua lỗ thành một trader có lời, thì cuộc sống của bạn cũng sẽ thay đổi theo. Không phải thay đổi vì số tiền bạn kiếm được từ giao dịch Forrest, mà là vì để giải quyết được các vấn đề của bạn trong giao dịch Forrest, bạn phải thay đổi cách thức mà bạn nhìn nhận sự việc. Và nếu bạn làm được điều này thành công, thì bạn không những có thể giải quyết các vấn đề của mình trong giao dịch Forrest, mà còn có thể thay đổi các khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn. Cho dù bạn có thích hay không, giao dịch Forrest có liên quan trực tiếp và kết nối với tâm trí của chúng ta, suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Nếu bạn muốn kiếm tiền bằng giao dịch Forrest, bạn phải làm chủ tâm trí của bạn. Quay lại đoạn đầu của bài viết này, tại sao nó có vẻ dễ dàng như vậy? Khi bạn bắt đầu học giao dịch Forrest và phân tích kỹ thuật, và khi bạn kiểm tra lại dữ liệu và các setup quá khứ, nhưng bạn nhận được một kết quả ngược lại. Khi bạn bắt đầu trade line, rất dễ, lý do là trong khi giao dịch line, bạn không thấy các mô hình đã và đang hình thành chính xác. Như bạn kiểm tra các dữ liệu và các mô hình quá khứ, khi bạn nhìn vào một mô hình đã hình thành, đã hoạt động hoàn hảo và đẩy thị trường theo hướng dự kiến, sẽ cho hàng trăm pip, tất cả mọi thứ bao gồm cả biến động giá, được hình thành trước mô hình trade và biến động giá được hình thành sau mô hình trade đang ở ngay trước mắt bạn. Nhưng khi bạn đang trade line, bạn chỉ có thể nhìn thấy sự chuyển động giá được hình thành trước mô hình trade mà thôi, chứ không hề thấy được biến động giá hình thành sau mô hình trade. Vậy hậu quả là gì? Tiềm thức của bạn cố gắng để tạo ra phần bị thiếu hụt, tức là biến động giá hình thành sau mô hình trade. Trong tâm trí của bạn, không có gì sai cho đến nay. Nhưng vấn đề là, nếu bạn để cho tiềm thức của bạn đi trước bạn và trước thị trường và lập nên biến động giá sau mô hình trade trong tâm trí bạn, thì nó sẽ luôn luôn làm như vậy. Ngay cả khi không có những mô hình thích hợp và đủ mạnh, nó dễ dàng đánh lừa bạn và khiến cho bạn vào lệnh khi không hề có một mô hình trade nào, hoặc nếu có, nó cũng không đủ mạnh và đủ chắc chắn. Kết quả là bạn thua, thua và thua. Bạn nghĩ bạn đang nhìn vào biến động giá được hình thành trước khi có mô hình trade. Thế nhưng, trong thực tế, bạn đang nhìn vào biến động giá là cái phải hình thành sau mô hình trade, tức là viễn cảnh biến động giá sau khi có cái trade setup hiện tại, nhưng nó chưa được hình thành. Bạn đang nhìn vào hình ảnh mà tiềm thức của bạn đã tạo ra trong tâm trí bạn, theo cách mà tiềm thức mong muốn. Bạn không nhìn vào thực tế, bạn đang nhìn vào một thứ không hề tồn tại và rất có thể nó không bao giờ có thực. Bạn đang nhìn vào các ảo ảnh và các giấc mơ, không phải nhìn vào thực tế và hiện thực. Bạn trade theo một cái gì đó không có thực, vì vậy mà bạn thua. Với hầu hết mọi người, tiềm thức chi phối tất cả, hầu hết những gì họ nói
và làm đều dựa trên những gì tiềm thức tạo nên. Trong tâm trí của họ, vấn đề là tiềm thức rất ngu ngốc, nó không làm việc dựa trên lý trí và logic, nó hoạt động có điều kiện và dựa trên những gì nó muốn nhìn thấy và nó muốn đạt được, không dựa trên hiện thực khách quan. Tiềm thức muốn nhìn thấy, muốn nghe và muốn có được những gì nó muốn thấy, muốn nghe và muốn có. Khi nó không thể nhìn, nghe và có những gì nó muốn, thì đơn giản là nó sẽ tự tạo ra những điều đó cho chính nó, và do đó, nó làm chúng ta phạm sai lầm. Đây là cội nguồn của rất nhiều vấn đề trong tất cả mọi thứ, bao gồm cả cuộc sống cá nhân và những thứ như giao dịch Forex. Nếu bạn học cách phân biệt và bỏ qua những hình ảnh mà tiềm thức của bạn tạo ra trong tâm trí bạn, bạn sẽ không đưa ra các quyết định dựa trên cảm xúc nữa. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ để giúp bạn hiểu hơn về điều này. Tôi biết hầu hết mọi người không biết gì về tiềm thức, trong khi chính nó, tiềm thức của họ, quyết định thay cho họ rất nhiều trường hợp, thật đáng tiếc. Ví dụ 1, bạn yêu con trai bạn, bạn muốn con trai bạn luôn được hạnh phúc, đầy đủ và an toàn, bạn tin rằng con trai của bạn là tạo vật tuyệt vời nhất, ngây thơ nhất và đáng yêu nhất trên thế giới này. Ngay cả khi bạn không nói ra, nhưng tận sâu trong tim bạn, bạn tin tưởng điều đó. Một ngày con trai bạn phạm sai lầm và giết chết ai đó, tiềm thức của bạn, cái làm cho bạn tin rằng con trai bạn là tạo vật tuyệt vời nhất, ngây thơ nhất và đáng yêu nhất trên thế gian này, sẽ đưa ra hàng ngàn lý do trong tâm trí bạn để bạn không thừa nhận sai lầm của con bạn. Trong khi đó, bạn không hề nghĩ rằng người bị con trai bạn giết là con trai của một người khác. Người cũng tin tưởng rằng con trai của anh ấy hay cô ấy là tạo vật tuyệt vời nhất, ngây thơ và đáng yêu nhất trên trần gian này. Ví dụ 2, nếu ai đó giết con trai bạn thì sao? Lúc đó tiềm thức của bạn sẽ đưa ra hàng ngàn lý do rằng kẻ giết chết tạo vật tuyệt nhất, ngây thơ và đáng yêu nhất trên thế gian này phải bị trừng phạt theo cách tồi tệ nhất có thể. Trong khi đó bạn không hề nghĩ rằng người giết con trai bạn là con trai của một người cũng tin rằng con của cô ta hay anh ta là tạo vật tuyệt vời nhất, ngây thơ và đáng yêu nhất trên đời. Khi con trai bạn giết một người nào đó, bạn có hàng ngàn lý do cho rằng nó vô tội và nó không hề cố ý và do đó nó phải được tha thứ. Nhưng khi nó bị ai đó giết, bạn có hàng ngàn lý do để cho rằng kẻ giết người là kẻ tội lỗi nhất trên thế gian và bạn thậm chí không muốn nghe bất cứ điều gì khác. Vậy thì đâu là lý trí và đâu là logic ở đây? Không ở đâu cả, không hề tồn tại lý trí và logic ở đây. Tất cả hành động của bạn được kiểm soát bởi tiềm thức của bạn. Tiềm thức hoạt động dựa trên cảm xúc và điều kiện. Bạn thực hiện tất cả những hành vi này trong khi bạn thậm chí không biết là cái gì đang diễn ra. Bạn hành động như một người bị thôi miên. Khi bạn được thôi miên, tiềm thức của bạn kiểm soát hành vi của bạn, thôi miên kiểm soát tiềm thức của bạn và tiềm thức của bạn kiểm soát hành vi của bạn. Ví dụ 3, bạn không nhận được sự yêu thương mà bạn mong đợi từ cha mình. Bạn luôn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó, trong khi bạn không biết chính xác đó là gì. Tiềm thức của bạn luôn luôn mơ về việc có một người cha yêu thương bạn như cách mà bạn mong muốn. Bạn lớn lên, bạn lập gia đình, bạn có nghĩ rằng tiềm thức của bạn cho phép bạn chọn đúng người không? Không hề, nó thúc đẩy bạn lựa chọn một người lấp đầy khoảng trống trong tâm trí bạn do thiếu thốn tình cảm yêu thương của người cha. Vì vậy mà bạn cảm thấy những người đàn ông lớn tuổi rất thu hút bạn. Bạn không biết tại sao, bạn chỉ cảm thấy điều đó. Bạn làm theo mong muốn bên trong của bạn và kết hôn hoặc có quan hệ cá nhân với một người lớn tuổi vì bạn nghĩ rằng bạn yêu anh ta say đắm và anh ta là những gì mà bạn luôn mong đợi. Nhưng điều này chỉ là do tiềm thức của bạn thôi thúc bạn suy nghĩ như vậy mà thôi. Trong khi thực tế hoàn toàn trái ngược, những người đàn ông lớn tuổi chỉ muốn lợi dụng bạn một thời gian và sau đó họ vứt bỏ bạn như vứt một món đồ cũ kỹ. Ngay khi bạn nhìn thấy một gã đứng tuổi mỉm cười với bạn hay chuyện trò với bạn một cách tử tế
hoặc giúp bạn một điều gì đó, tiềm thức của bạn, làm bạn nghĩ rằng gã là người tốt nhất và là người hợp nhất với bạn vì nó đã tạo nên hình ảnh của một người cha với những tình cảm yêu thương mà bạn đã không bao giờ có được trong đời mình. Đây là ảo tưởng mà tiềm thức tạo ra trong tâm trí bạn. Cho dù bạn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, bạn đưa ra quyết định dựa trên ảo tưởng này. Tuy nhiên, thực tế mà bạn không bao giờ để ý và nhìn thấy là anh ta quá già, anh ta xấu xí, anh ta quá khôn ngoan và thủ đoạn. Anh ta là một diễn viên siêu hạng. Trong cuộc đời từng trải của mình, anh ta đã từng chài rất nhiều cô gái khác. Giống như bạn, anh ta hai mặt và nhẫn tâm. Anh ta có thể là một người cha tốt, nhưng anh ta không phải là cha của bạn và anh ta không có trách nhiệm làm cha của bạn. Đó là tất cả những điều mà bạn không nhìn thấy. Bạn chỉ nhìn thấy chúng khi đã quá muộn và khi bạn đã đánh mất rất nhiều. Chính xác thì nó là đứa trẻ tè rầm. Tôi chắc là bạn vẫn nhớ về điều này. Bàng quang đầy nước, bạn rất cần đi tiểu, bạn đang phải chịu đựng. Và đây là điều mà tiềm thức của bạn luôn thấu hiểu, nhưng bạn không hiểu vì bạn đang ngủ. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Tiềm thức biết rằng khi bàng quang đầy, bạn phải đi tiểu, nhưng do bạn không thể làm việc này vì lý do nào đó, tiềm thức thực hiện một cơ chế giống vậy. Nó tạo ra những gì nó muốn thấy và muốn có. Nó làm cho bạn mơ thấy đang ở trong nhà vệ sinh và đi tiểu, trong khi thực sự bạn đang ở trên giường. Tiềm thức của bạn làm công việc của nó và làm theo cách tốt nhất có thể. Nó tạo ra giấc mơ đang ở trong nhà vệ sinh và đi tiểu. Đứa trẻ tội nghiệp còn quá nhỏ để hiểu được sự khác biệt giữa việc thực sự ở trong nhà vệ sinh và việc nằm mơ mình đang ở trong nhà vệ sinh. Nó chỉ nhận ra khi đã quá muộn và chiếc giường đã ướt sũng. Tương tự, cô gái kia cũng nghĩ rằng cô đã tìm thấy người cha của mình và tình cảm yêu thương mà cô thiếu thốn. Nhưng đứa trẻ không hề ở trong nhà vệ sinh và cô gái cũng không hề tìm thấy cha mình. Tất cả chỉ là những ảo tưởng do tiềm thức ngu ngốc tạo ra. Cả đứa trẻ và cô gái chỉ hiểu ra khi đã quá muộn. Sự khác biệt là đứa trẻ có thể chỉ bị một vài cái phát mông, nhưng với cô gái, cô có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời của mình. Nếu chúng ta cứ chạy theo ảo tưởng của tiềm thức, chúng ta có thể phạm phải những sai lầm lớn. Mà so ra, thì việc mất tiền trong Forex có thể chỉ là sai lầm nhỏ nhất. Nếu bạn nhìn lại quá khứ của mình, bạn sẽ thấy rằng bạn đã làm rất nhiều điều dựa trên quyết định của tiềm thức bạn. Không phải lúc nào nó cũng khiến bạn làm những điều sai lầm. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đặc biệt khi phải đưa ra những quyết định quan trọng trong đời bạn, nó làm cho bạn đi sai hướng. Tôi đã giải thích tại sao, bởi vì nó không đưa ra quyết định dựa trên thực tế, lý trí và logic. Nó nhìn sự việc theo cách mà nó thích, không phải theo cách mà sự việc hiện hữu trong thực tế. Nó ngu ngốc và vì vậy, chúng ta cũng sẽ thật là ngu ngốc nếu chúng ta để nó quyết định thay cho mình. Trở lại với việc giao dịch Forex, nếu bạn click vào nút mua bán của platform mỗi ngày và bạn vẫn đang thua, chính là tiềm thức của bạn, khiến cho bạn phải nhấp chuột, không phải do kỹ năng trade, do kiến thức hay do hệ thống của bạn, không phải do các biểu đồ, thị trường hay các chỉ báo và thậm chí không phải do Chúa Trời. Mọi người đều thích kiếm tiền và trở thành giàu có. Mọi người đều phải làm ra tiền để trả các hóa đơn và trang trải chi phí cuộc sống. Đây là những điều mà tiềm thức của chúng ta tin tưởng một cách sâu sắc và mạnh mẽ. Nó có thể giúp chúng ta làm một số việc và tìm kiếm một nguồn thu nhập. Ví dụ, nó thúc đẩy chúng ta lên Google để tìm việc làm hoặc cơ hội kinh doanh và có thể là Forex như một tùy chọn. Nhưng nó phải được giới hạn và kiểm soát ở một số giai đoạn. Nếu không, nó sẽ làm cho mọi thứ rối tung cả lên. Nó thích kiếm tiền và trở nên giàu có. Vì vậy, khi bạn ngồi vào máy tính và xem biểu đồ, nó luôn cố để thuyết phục bạn click vào nút mua bán, ngay cả khi không có tín hiệu thích hợp nào. Khi bạn nhìn vào biểu đồ, nó làm cho bạn nghĩ rằng bạn đã tìm thấy một tín hiệu tốt. Bạn suy nghĩ một chút, nhưng trong tâm trí của bạn,
nó đã hình thành nên một biến động giá. Sau tín hiệu đó, nó tạo ra một xu hướng, viễn cảnh đẹp đẽ và mạnh mẽ trong tâm trí bạn và cuối cùng khiến cho bạn nhấp chuột. Không chỉ vậy, khi thị trường đi ngược lại với bạn, nó làm cho bạn rời hoặc bỏ luôn các lệnh dừng lỗ. Một lần nữa, thông qua kỹ thuật tương tự, nó làm bạn nhớ lại một số trường hợp thị trường quay đầu sau một lúc, nhưng nó quá ngu ngốc khi không nghĩ rằng mặc dù trước đây thị trường có quay đầu như vậy thật, thì vào lúc này có thể thị trường sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa. Và như vậy, tài khoản của bạn sẽ bị thổi bay, nghe quen đúng không? Sau khi làm bạn thua lỗ, tiềm thức thay đổi các thiết lập của chính nó. Trước đây, nó đã sử dụng để nghĩ rằng, để kiếm tiền, bạn phải giao dịch càng nhiều càng tốt. Nhưng giờ đây, khi mà bạn đã thua lỗ, nó nghĩ, để không mất tất cả những gì bạn có, bạn không nên giao dịch nữa. Vì vậy, bạn ngừng giao dịch và bạn không dám click vào nút mua bán nữa. Thậm chí, nếu bạn có làm, nó cũng khiến bạn đóng lệnh ngay khi lệnh đi ngược một chút hoặc ngay khi bạn thu được một lợi nhuận rất nhỏ. Sau đó, nếu bạn thành công với một số lệnh một lần nữa, nó sẽ khiến bạn nghĩ rằng bạn đã làm chủ được việc giao dịch Forex và Forex phải theo bạn. Bạn thấy mình là trader vĩ đại nhất thế giới. Bạn nói về các kỹ năng giao dịch Forex của bạn và những thành tựu đạt được với nhiều phấn khích. Vì vậy, bạn nghĩ rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để chấp nhận rủi ro lớn hơn. Bạn tiến hành giao dịch và do vậy, bạn thổi bay tất cả những gì bạn có trong một lần trade. Nghe quen nhỉ? Tôi biết mà, nỗi sợ hãi trở lại và chu kỳ này sẽ được lặp đi, lặp lại cho đến khi bạn bỏ cuộc. Giải pháp là gì? Đây là những gì tôi luôn nói với đệ tử của mình. Giải pháp 1. Tìm hiểu những điều cơ bản và sau đó là tìm một hệ thống tốt. Giải pháp 2. Chờ đợi các setup tốt hình thành. Giải pháp 3. Vào lệnh, đặt stop loss, cài thét profit và quên nó đi. Chỉ vậy thôi, điều quan trọng là nếu bạn đã từ bỏ Forex, bạn cũng sẽ từ bỏ tất cả những thứ khác. Và bạn sẽ chẳng đi tới đâu, bởi vì vấn đề không phải ở Forex, mà là ở chính bạn, và bạn đang mang vấn đề của mình tới bất cứ nơi nào bạn đến. Vui lòng bỏ qua cho tôi, nếu tôi thô lỗ, tôi chỉ nói sự thật, có thể bạn không thích nó, nhưng thực tế là thực tế. Tôi không ở đây để làm bạn vui vẻ và nói những điều làm bạn hài lòng. Tôi ở đây để nếu có thể giúp bạn kiếm được tiền từ Forex. Hầu hết mọi người không thích cách nói của tôi bởi vì tôi không dùng những lời lẽ bọc đường. Mặc dù tôi biết sự thật mất lòng, tôi vẫn phải nói. Mặt khác, tôi không thích các tay môi giới chỉ khuyến khích khách hàng của họ chơi càng nhiều càng tốt. Tôi biết rằng nó sẽ kết thúc với việc cháy tài khoản. Nếu những điều tôi nói ở trên không làm bạn suy nghĩ, bạn nên hiểu là đã có điều gì đó không ổn. Không phải là không ổn ở những gì tôi nói, mà là không ổn ở chính bạn. Tin tốt là, nếu bạn thành công trong công việc, giải quyết các vấn đề trong giao dịch Forex của mình, thì bạn cũng sẽ thành công trong việc giải quyết các vấn đề khác của bạn. Bởi vì, để giải quyết các vấn đề của mình trong giao dịch Forex, bạn phải học cách làm chủ tâm trí, kiểm soát cảm xúc và tránh xa những gì tiềm thức của bạn thôi thúc bạn làm. Bạn sẽ là một người khác khi bạn làm được điều này. Giờ đây, thời điểm này chính là lúc tốt nhất để thực hiện điều đó. Dù tin hay không, bạn có thể thay đổi chính mình ngay từ bây giờ. Tại thời điểm này, ngay cả khi bạn đã 90 tuổi, một khi quyết định bỏ cuộc thì cũng có thể xem như trò chơi đã kết thúc. Vẻ đẹp của cuộc sống không chỉ là lương thiện mà là thấy ra cả hai mặt thiện ác của cõi trần gian. Lương thiện và an bình thôi chưa đủ, vì sự vận hành của thiên pháp không phải chỉ có sinh mà cũng cần có khắc. Khi bạn thấy ra hai mặt của cuộc sống thì tâm bạn mới thanh tịnh, viên minh. Bạn thân mến, sách tóm tắt mới gửi đến bạn phần tóm tắt chương 6 của cuốn sách Đạo Trading sổ tay bất bại trong nghề trading của tác giả Vô Vi. Mình mong rằng video và bài viết này sẽ giúp ích cho bạn
giúp bạn thấu hiểu hết nội dung sâu sắc mà tác giả muốn truyền đạt, giúp bạn vững bước thành công trong tương lai. Các chương tiếp theo của bộ sách sẽ được sách tóm tắt gửi đến các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy. Vì thế, nếu có điều kiện hãy đọc cả cuốn sách và mua sách để ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều thú vị mà sách tóm tắt muốn được dành tặng cho bạn. Bạn hãy đăng ký kênh YouTube và podcast của sách tóm tắt để cập nhật những bản tóm tắt sách hay nhất. Bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like video để chia sẻ kiến thức tuyệt vời này đến nhiều người hơn nữa. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Chúc bạn thành công!